Ok, hello. Thì hôm nay thì Mèo và Deadpool và chị Vanda sẽ cùng nhau livestream cái trò mini game ở trên cái máy Nintendo Switch, đúng không ta? Đúng rồi. Đây là cái máy mà Deadpool đã tặng cho Mèo và tụi mình đã mua thêm tay cầm rất là dễ thương luôn. Mèo là tay cầm màu hồng rất là dễ thương, chị Vanda màu xanh, màu cây, màu đỏ. Đỏ. Và đây Mèo, trước giống kiểu siêu nhân á Mèo. Siêu nhân xanh. Như nè. Trong cái livestream lần trước của Mèo thì có mấy bạn nói là có một bạn đã comment kêu là Mèo mua cái gì đó để bật livestream trên cái máy Nintendo Switch này, tại vì nó có rất là nhiều game. Thì hôm nay Mèo đã bật thử stream cái trò này để xem mọi người thích không nha. Mọi người có nghe lắng nghe được tiếng của Mèo với lại Red Hood với chị Panda không nè? Mọi người nghe thanh ổn không? Mọi người nghe thanh ổn không? Mọi người comment cho Mèo biết nha. Và các bạn đừng quên share livestream giúp Mèo. Share livestream lên từ Facebook cá nhân của mình là chính nè. Và tiếp tới là đại gia đình cướp biển. Còn lại thì các bạn hãy share vào những group khác giúp Mèo nha mọi người ơi. Share livestream giúp Mèo nha. Mèo cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ thì để Mèo đi xem đây có bao nhiêu bạn. Ồ, mọi người tặng quà cho Mèo nè. Cảm ơn Thuận Nguyễn Ngọc đã tặng quà cho Mèo. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Mèo nha. Bây giờ thì Mèo sẽ Bây giờ mình chơi game gì đây để cho mọi người bình luận cho mình đến chơi game gì đây. Mọi người bình luận xem nè. Ê, ông cho mọi người chọn có Pokemon. Pokemon nè, Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu. Splatoon nè, đây tôi chưa tải. Mario Mortal Kombat, Mario đua xe, rồi nấu ăn, YouTube, rồi chị ta giả lập làm bác sĩ phẫu thuật, rồi đánh lộn, với lại Mario Battle. Tôi biết tôi chưa chơi trò đó luôn, tính là tôi mua mà tôi chưa chơi luôn á. Tôi tặng cho Mèo á. Vậy bây giờ mình chơi gì trước ta? À bây giờ mình sẽ chơi thử Mario Party không mọi người. Cảm ơn Hân Nguyễn đã share livestream giúp Mèo nha. Chơi Party. Anh chơi Pikachu đi anh nè. Thôi anh không chơi Pikachu đâu mọi người. Bling bling chị Panda địch thối, chuẩn. Ừ, vậy quá. Nãy giờ chưa địch luôn. Nãy giờ chưa địch luôn, hứa thiệt luôn á. Trời ơi. Pikachu kìa. Pikachu nè em. Cảm ơn mấy em luôn, Kim. Chào. Hello mọi người nha, Mortal Kombat. Chào đó bạo lực quá không? Ê ê mọi người đừng có lắc lắc cái này, tôi đang chỉnh đó mọi người. Sao vậy? Ok, mình sẽ chơi Mario Party đi mọi người. Mario Party. Yeah, cái Nintendo Switch này có anh nhiều game thiệt mọi người. Nhưng mà cái này của Mèo. Của Mèo mà. Tại vì nó là tên Mèo Xanh ngày hôm nay. Mèo Xanh. Chị nào mấy bạn thấy cái đó tên Red Hood kìa, mấy mới của anh. Bảy viên ngọc rồng hả? Bảy viên ngọc rồng không chơi được nhiều người các bạn ơi, chơi được một người thôi. Có tầm nhắn nhắn như thế này nè, nó chỉ cầm hai cái tay cầm nhắn như thế này nè. Rồi, xong. Từ từ để tôi chọn cho. Người nách qua để tôi gảy nách cái. Ba người chơi đúng không? Ủa sao mình là tay hồng mà nó bảo mình tay ơi kìa. Nó chị Panda tay xanh lá cây, Mèo tay hồng, còn tôi tay đỏ nó, còn nó nói Mèo chị Panda là tay xanh da trời kìa. Chào ông em, ông bắt nó. Bắt tờ heo cái gì đây? Ok cái này ha. Xong. Vô. Ok nó bu đi ông bậy làm gì vậy ta? Chị đâu chưa mà phải không? Đúng rồi. Thì nó phấn khởi quá kìa, nhìn nó vui quá ha. Thì nó đứng nó nói chuyện cái gì nè. Mình cũng đặt nói giống nó đi. Mario Party. Cái này phải Super Mario nữa. Mình chơi Party đi. Ủa này tôi màu đỏ nè, tôi là cái ô màu đỏ đó. À em là cái người thứ ba nè, em là con nhỏ con. Tôi là Mario nha. À giờ chị nhắc thứ hai. Ê mình chơi cái nào bữa bữa mẹ. Rồi tôi là con nào đây ạ? Tôi sẽ là con Mario đi. Tôi sẽ là Mario. Mario. Ê con là Mario nha, màu đỏ đó. Đỏ được không? Ê. Công chúa không? Ơ nè nè, phải lựa con nào bấm bữa chút. Con nào mà chơi bữa bữa. Cái núm hả? Nó là ai không phải? Ờ. Giờ nó là cái núm đi. Ừ, em xa đó Mèo. Chị là con rùa vàng hả? Để em là con gì đây? Mèo chơi công chúa Mèo. Tôi muốn chơi này quá. Ủa cái nấm gì? Mèo ơi, em chơi cái nấm, em chọn cái nấm. Cây nấm nó trừu tượng quá. Ok, nấm. Sao tôi chỉ làm cái gì? Nhắn nút nấm này, nhắn quét á. Đâu, biết sao? Ít. Đó. Ủa con biết cái này của chị Panda nè, nó biết hả? Nó. Của chị Panda nó không có kìa vậy? Kệ, nó vậy có sao đâu. K, B, A, S là nhìn của em. Đó, chạy lại. Ê nè. Ở cái này là mình chọn người thứ tư đừng chơi chung với mình. Mình chọn ai đây? Ê mình chọn mày đi, thằng Trẩu nè. Không, chọn con công chúa Minh Giá đi, nhìn nó đẹp quá. Thôi con nhỏ đó nhìn nó cao quá mẹ, mình phải chơi mười bảy bình lùng lùng á. Đi chưa, bọn mày nói là đúng dễ thương nè. Bây giờ mình chọn người thứ tư chơi chung với mình là ai đi? À mọi người khoan để mọi người comment đi. Chọn con công chúa hay là con rùa hay là cô công chúa Minh Giá đây? Các bạn hãy chọn đi. Thằng nhỏ đứng mình coi thôi, thanh đi còn mọi người chọn cái gì? Đó, chọn thằng nhỏ được kìa. Để coi coi, mọi người nói gì đây? Ủa? Chị Mèo dễ thương, rồi chọn Mèo dễ thương không à? Toàn là chọn Mèo con Mèo ơi. Chị Panda dễ thương quá. Ủa, đây chị không chim Minecraft nữa hả? Rồi ơi, hôm qua mới chim Minecraft xong luôn à. Rùa kìa, chọn rùa kìa. Ủa, quá trời rùa luôn. Công chúa băng giá. Rùa. Rùa, quá trời rùa luôn. Ok, rùa. Tôi sẽ chọn rùa nha. Rùa. Ok, rùa. Giơ tay lên mọi người, giơ tay lên. Yeah. Yes. Muốn đánh được không? Ừ.
Nè, ê tôi nhảy đầu, được không ta? Nhảy đầu rồi, rồi la vậy? Tới con rồi là chạy lên. Ủa sao tôi đi đứng được, tôi đứng yên có chỗ lại. Mày lắc lắc được, mày đi đi. Không có được, không nhảy. Nè, tôi nè, nó. Kê chị đi luôn nè. Cái nấm đâu? À, trời ơi mẹ ơi, cái nấm nó ngu. Kè nè, tôi dậm lên đầu cái nấm của mèo nè, mèo lại đây. Không có được. Nè cái nấm đúng không? Dậm nè, bơm đầu. Không có cái nấm của tôi đâu. Dậm cho đầu chị Bana, chị Bana là con rùa đúng không? Con rùa ngu nè. Ê, ôi chị Bana. Ê, chị sẽ gọi nào? Gọi nè mẹ. Tôi chạy nè. Ê, khoan. Mình phải giải thích với mọi người trước rồi đã. Thì mình đã vô trong đây phải không? Ở ngoài này là cái cổng của mini game nè, phải không? Mình vô trong đây là vô khu trò chơi, hiểu không? Thì ở đây có những cái trò nè, trò này là trò chèo thuyền, trò này là cái trò gì tôi không biết, còn trò này trò nhảy, cái này phải đứng lên nhảy luôn á, còn đi qua bên đây hả? Là khu trò chơi nữa nè, nó mini game nè. Ui, ở đó có tụi trẻ sâu đang chạy kìa mèo. Ở cái đây là khu trò chơi chưa mở nè. Wow, đây nhiều trò chơi mèo. Ui, công chúa kìa, công chúa. Ê, Luini nó đang cua gái kìa mèo. Ê, lên lâu đầu lên mình lên được phá đám đi. Dậm đầu mèo, dậm đầu cái núm mèo. Không được. Ủa, cái con này nó làm gì? Cái con này nó cắn. Người. Ui. Mèo nhảy nó thử coi. Đâu? Ok, thì tôi dẫn mèo. Ủa, cái con này nó trừu tượng á mèo. Nhìn cái miệng nó y như là để bú cái gì vậy đó mèo, bú sữa vậy đó. Nó đang không phải đâu, bồn cầu. Ở cái miệng con này, nhà mà có con này là khỏi lo bồn cầu mà bị nghẹt luôn mèo. Đúng không? Nó chỉ cần đút cái mỏ vô thổi hết ra vô cái hơi là hết nghẹt. Ok. Mày giống giống tôi kìa. Ở bên này cũng có trò chơi nè. Chị Panda đừng có nhảy lên đầu em nữa coi. Chị thích nhảy đầu em không? Nhảy đầu chị nè. Bà nhảy tôi giật lép luôn kìa. Tất kìa chứ. Rồi, rồi, đi chị nhảy đầu thằng này. Ghen gì vậy chị hả? Cái này là Mario Party đúng không? Đúng rồi, đang nhảy đầu mèo nè. Mario Party. Rồi. Cái kiểu mình giơ tay lên được, nó có giơ tay hay mình không ta? Cái miệng con đó như cây nấm hả? Là sao? Đâu phải đâu, mấy bạn thấy không? Cái miệng cái con đó dùng để bú cây nấm nè, để nó đẩy cây nấm là chưa? Khỏi đi. Đó, mấy bạn nhìn đi, cây nấm á. Đó, cái miệng nó dùng để bú cây nấm. Hiểu nào. Rồi, vô. Ok, em mèo có bạn kìa, cây nấm cái mèo. Thôi, cái nấm nó ngu lắm. Nhảy đầu cây nấm này được không? Cái này nó gì vậy? Không biết. Là gì á? Đây. Ok, mình chơi thử trò chèo thuyền đi. Tôi nhìn thấy chèo thuyền cái tôi muốn chèo quá mèo ơi. Chèo thuyền nha, chèo thuyền. Ok. Chèo thuyền. Cái này là trò chèo thuyền nha. Ôi, nó bắt mình phải ngồi giống vậy kìa. Có chỗ không? Thôi. Ủa? Em với Phút. Em với Phút là ở một bên. Chị Bana bên này, chị Bana qua đây, chị Bana. Đúng không? Chị qua đây. Ủa chứ vậy? Đang nó đừng ngồi đúng chỗ rồi chị Bana chèo. Chắc không? Phải ngồi đúng vị trí của nó. Rồi xong. Rồi, chắc. Ông ngồi nhìn mấy hộp nè, đó hai người lùng. Ông đưa chị bạn đang gói. Hai người lùng. Tôi cũng nói vậy. Dạ, cho ông con sâu này ôm chung nè. Gì đây? Hồi nãy là của chị mà. Gì vậy? Chia ra đi. Mèo mèo. Chia ra đi. Ê, mọi người khoan, tắt im lặng. Hôm nay mình lên stream chứ phải làm loạn. Ok. Không, có con sâu đâu, con sâu đi mà. Nè, có cái gói dư ra nè. Cái gói. Nè, cho chị hai cái gói nè. Được rồi. Ok, chị Panda có hai cái gói. Anh Hứa sẽ đứng ở chính giữa làm cái cán cân công lý mọi người. Ok, bắt đầu nha. Mình ngồi đúng vị trí hết rồi đó. Giờ mình sẽ chèo thuyền. Thì chết cha. Nếu mà cái tay em bên này phải không, em sẽ chèo qua bên này. Trời ơi, cầm một tay thôi nè. Cầm một tay chèo vậy thôi. Cầm một tay thôi. Đúng rồi. Rồi, sẵn sàng chèo thuyền chưa? Chị Panda với con rùa chung team á nha. Em với Hút bên này nha. Ok, hello mọi người. Con sâu của anh Hút nhỉ? Đâu phải con sâu của anh đâu, anh là Mario. Đúng rồi, con sâu của anh thôi mà. Con sâu của mẹ em mà. Con sâu là chị lấy trước. Nhưng mà con sâu của em okay. Là chị lấy trước. Bắt đầu chèo thuyền nè. Đúng. Từ từ, đừng có mạnh em nó chèo nha. Giơ tay lên. Đập cây vô. Đập. Đó. Ok. Mình phải giơ tay lên tụi nó mới đập cái cây trong game mọi người. Đập nó phải vậy. Là mình được điểm á. Đúng rồi. Ừ. Rồi, 1 2 3 khoan. Đừng có chèo. Chưa. Đứng nè. 3. Hai. Rồi ngu. Ê, ba, chèo. Chị Panda từ từ. Ba, đừng chèo. Rồi từ từ. Qua bên nào là bên người đó chèo á chị. Cục đá bên tôi phải chèo qua bên đây. Chị Panda chèo. Chèo. Vô em mà bóng. Chị Panda chèo. Trời ơi, chị Panda. Chị khôn chứ. Chèo. Rồi, chị. Chèo qua đây. Từ từ. Ở trên này mỏi tay thiệt luôn á. Khoan, lại một bóng. Một bóng chết. Tao qua chết. Lấy một bóng mình được điểm á. Được ăn thời gian, mình hết thời gian chứ. Rồi cái khoan, cái trò này kêu sao? Cái trò này mình xoay tay, nó kìa nó để cái tay đang xoay kìa, mình xoay tay. Má nó xoay cái con rùa ở trong nó xoay cái đó, đừng hỏi. Khoan. Vậy nè,
Mọi người thấy không, Mario con này con nọ là mình á, khi nào mà cái bong bóng bay tới vị trí của nhân vật của mình thì lúc đó mình sẽ xoay cái tay này để mình quay cái máy quạt trong game. Đặng máy quạt nó sẽ thổi máy quạt nó sẽ thổi cái kinh khí cầu tông vô bong bóng, tông vô bong bóng nè, nó ăn bong bóng gì đó, nó hỏi nè, ăn bong bóng gì là hắc á. Đó, chị thấy con rùa không? Chị quay nó, cái chị hỏi đó. Còn tới lượt em quay nè nó. Đó. Thấy chưa, cái em ăn bong bóng nè nó. Rồi tới cái con này nó quay nè nó, trẻ trâu quay nè nó. Hiểu chưa? Hiểu được chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Ok, bắt đầu nha. Đúng không? Vui đúng không? Game bữa vậy. Ok, bắt đầu chơi, nhấn nút này ra đi mọi người, nhấn nút này. Mèo trước. Chưa, bây giờ đang là test thôi, nãy giờ đang là thử, bây giờ nhấn cái này để chơi nè. Rồi. Bắt đầu nha. Rồi, mèo trước nha, mèo đứng. Xoay bong bóng. Xoay. Đứng ông xoay con chú xoay đi. Con trẻ trâu đứng trên đầu, tôi đứng thứ ba. Rồi, Panda đứng thứ hai, mèo đứng đầu. Rồi. Xoay mèo ở thổi qua chị Panda. Ăn điểm. Nè, thi nhẹ nhẹ thôi, bữa đó có điểm mà đâu có điểm. Rồi. À, được, chỗ em có điểm. Rồi. Ok, nó khôn quá. Ủa luôn khôn ghê luôn á. Tính ra nó là người máy mà nó khôn nhất luôn á, mình là người mà mình ngu như bò á. Ok, hạng C, thi một lần nữa. Mẹ trước. Đó là chị Panda. Chị Panda đừng quay. Bỏ vậy. Vậy sao ăn? Ủa đồ khôn quá vậy. Thằng này nó ăn khúc cuối rồi chị Panda. Tại vì nó nhờ khúc cuối thì nó quay rồi. Cái của tôi nó vô duyên quá, tự nhiên tôi trong đó tôi thổi là nó chỉ ra ngoài thôi. Mèo thổi mèo. Quay tay. Mày á. Chị Panda. Ừ. Ôi. Đó, đúng rồi, con rùa thổi đi. Ừ, đó. Mày làm được mà rùa. Đó, xong. A luôn, rùa kìa. 181 điểm mới thắng được. Mình chỉ có 4 mạng thôi mà mình chơi hết 4 mạng rồi. Mình là hạng A, được 30 giây nữa. Yes, rồi giờ đập tay mọi người, đập tay. Yes. Yeah. Ok. Rồi. Mà được cộng này nó, cái thời gian đó mà hết là mình thua, cái 58 giây mà hết là mình thua. Từ từ, đừng có phát động. Khoan, đang xuống thác từ từ. Rồi, chị Panda. Kẹp mèo. Rồi, vô bong bóng, thơm quá. Ghê quá. Có bong bóng. Bong bóng đó là mình được con này hả? Thôi, được cộng thời gian, mà mình phải trèo lâu hơn. Cái này là mình phải đẩy cái ống đó, mình đẩy ống kim cương đi á. Mình đẩy kim cương đi mà không cho con nó. Tôi giải thích nè, mèo thấy không? Mấy cái con này đi mai, nó mai xong nó bỏ kim cương vô trong cái hũ của mình. Mình là người, mình phải khiêng kim cương ra ngoài, mà mình phải khiêng. Bốn người cùng phải đẩy, ba người cùng phải đẩy cái đống kim cương nó đi nè, thấy chưa? Đấy. Chỉ cần cái con nó mà cắn trúng một nhân vật nào đó là nhân vật nó sẽ bị thua, hiểu không? Mình sẽ bị mất một mạng, trong đây mình có ba mạng. Nếu mà bị cắn trúng ba lần là mình sẽ chết. Hiểu không? Là mình sẽ chơi lại từ đầu. Hiểu không? Rồi, bắt đầu nha. Được chưa? Ok. Ready. Cái này tôi phải giải thích cho các giờ bạn hiểu. Giờ mình chơi mình phải lên xuống đúng rồi. Mình nói với nhau nha. Mình phải có tính đồng đội trong trò này các bạn. Nè, lăn cái cục này đi đúng không? Okay, lăn là đi. Từ này lăn xuống dưới đây nè, lăn xuống. Ờ, cái con của mèo á. Rồi, đi. Xuống. Đi. Đây. Quá mềm. Đập tay. Yes, đập tay. Yeah. 23 giây, mình được cộng 23 giây nữa mọi người ơi. Cố lên. Ok, chèo thuyền tiếp. Chị Panda chèo. Đá. Trúng vô trong đó là mình bị thua, chị mới nói trèo được, có lẽ chúng ta á. À, mình chọn ô, có hai cái cửa, mình chọn cửa nào đây? Bên cửa hát này, chị Panda. Nó rơi. Cố lên.
cỡ lên. Hello mọi người, hello thầy ông nha. Em đặt tên bữa quá. Ủa cái này. Ê trời đó. À, cái này phóng vậy nè. Không, lấy cái tay mình phóng vậy nè. Thôi trời, chị lấy cái tay chị phóng. Đỡ cần chưa cần tốt. Phóng nè nó. Ủa gì vậy? Vô swing to beat là gì không biết. Chạy tí tí là nhắn ready mọi người, ready. Rồi, phóng nè. Khoan. Coi chừng phóng vô mặt nha, đừng có đục vô mặt nha. Mày. Phóng. Đó, em phóng. Ừ. Hay quá. Phóng nè. 1 2 3 rồi phóng trước. Tới tôi phóng. Ê cái gì vậy? Ai bấm cái gì vậy? À. Ủa đó. Rồi. Ê, cái này sao vô lại đó? Ơi nó đông rồi. Tôi tắt game nào. Sao cái tay tôi tự động nó bị gì vậy? Ông bấm trúng cái nút gì chắc luôn á. Rồi xong rồi, tôi hiểu rồi mèo ơi. Mấy bạn ơi, mình phải chơi lại mấy bạn ơi. Sao? Chưa đợi cho từ đầu. Tôi phải đổi qua tay này mới đúng nè. Nó bảo là cái tay tôi swing tôi biết. Ừ. Ủa vậy tôi có đúng tay không? Tạc tay rồi, phải cầm bên tay này nè. Đúng rồi. Đau lòng quá vậy. Mình phải chơi lại ơi, công sức của mình nãy giờ. Không, mình chơi lại em sẽ chơi rất hay. Khôn hơn phải không? Đây, ba người thôi nha. Thì ba người chứ không có được bốn đứa đâu. Chứ có được bốn đứa đâu. Ba người thôi á. Rồi. Giờ mình phải chỉ có thêm người nữa, bốn người vô bảy à. Tay phải không có hận. Kêu anh sẽ tiếp vô chị Minh Đa. Kêu vô. Đúng rồi. Ấm gian lắm vậy nè. Rồi chọn lại nhân vật luôn, bực mình ghê, đang chơi luôn. Ê chọn mấy con nào bự bự đi, lần này tôi chơi con gấu này đi. Ờ, tôi đúng rồi, chẳng chung hình cho mày, chẳng biết luôn. Con đó đúng không? Rồi để em chơi cái con nào mà bự hơn chị nè. Em chơi trẻ trâu. Ủa thì phải cầm tay trái mới hợp hơn. Không, tay này mới hợp nè, nó mới đúng. Cái gì bên ta sao? Nè, tại mày thấy nó nằm cái bảng bên này không? Hả? Ừ. Không cầm là không nó điên điên á. Ôi con mập địch này nhìn nó dê tiện, đây tiện nè chị Benda. Ê chị Benda, chị có để ý không? Cái con này tên là Wario. Còn cái con này là tên là Mario. Nó chỉ khác nhau chữ W với chữ M là ngược xuống thôi. Goomba. Còn chị tên là Yoshi. Yoshi. Wario. Yoshi. Nhắn lúc đúc chọn, nhắn X, nhắn Rít. Rồi, mèo nhắn. Ok. Ok. Đọc tên em đi Ngọc. Anh đọc tên em rồi. Rồi xong. Ê mình chọn người mời chơi cùng mình lại. Ê mình phải đổi mình lùng. Cái thằng nó cao đi. Ừ. Lùng lùng đi. Không cái thằng này nè, màu tím á. Ừ đúng đó. Sao hả? Nè mẹ coi đội hình của mình nè, toàn lùng lùng, không có mình nó không cao à. Giơ tay lên. Đập. Yes. Rồi. Giờ mình chịu thiền tiếp hay mình chơi cho phép ta? Ta chịu thiền vui mà. Chịu thiền tiếp ha. Ê mình nhảy không? Mình nhảy phớp không? Thử đi. Có nhảy nè. Ê giờ mình đăng ký đi học nhảy đi ha. Lớp học múa. Lớp học múa của Red Hood và chị Banda hả? Để cho mình nhảy lên phải lấy tay mình quẹt nó để kêu mình đứng kìa. Đứng múa phải đứng vậy hả? Không, mình ngồi đi. Nhiều khi cái chân nó không nhớ đâu, mình tay thôi. Chứ thì mình đang vậy. Dù được grab nó kêu mình có cọng dây nè các bạn, thấy không? Phải cọng dây. Thôi là mình dùng. Wow, cái gì đây? Ủa, nào nhìn BD vậy? Almost show time, tới giờ diễn rồi. Mình phải đi trình diễn rồi. Ủa, mình đi trình diễn hả? Yeah. Ừ, cũng là. Giữ cái tay luôn. Wow. Đó là cái chạy chị Dung ơi. Cái gì? Đó là mèo, Goomba. Có tay đâu. Cái chân nha, lấy cái chân kè con Goomba kìa. Ê, mình giơ cái tay lại giơ theo mình luôn mèo. Từ từ, đó là đi ra tình diễn. Ê, tụi mình nhìn giống một team chung thủy quá ta. Kệ, tới đây trình diễn. Ồ, có mấy fan ở dưới kìa, fan ra đèn. Mọi người share livestream nha mọi người, share livestream lên từ cá nhân nha mọi người. Anh Hút, chị mèo giỏi nhất. Đúng rồi. Wow, đâu. Đâu. Tụi mình cứ như ca sĩ vậy bạn nè. Dùng tay. Ê, khoan. Ê, nhảy. Ê, nhìn nè. Cái mũi tên nó chẻ lên mới nhảy. Nè, nó. Ủa vậy hả? Ừ. Mũi tên đâu? Nè, nó, đúng rồi. Sao mũi tên cái này rồi? À, cái mũi tên của mèo nhảy đúng á. Chị Banda lên, chị Banda. Từ từ, chờ chị dòng mũi tên của chị lên á. Mũi tên màu xanh lên, chị mới dùng cái tay lên trời. Dùng lên, chị dòng mũi tên. Dòng mũi tên nó dùng lên. Ai cũng dùng đúng đó, chị thấy bạn nó dùng không? Nè, chứ mũi tên chị đâu? Cái mũi tên của chị màu xanh nè. Đó, chị đang đúng vậy. Nó rồi, chị đúng rồi đó. Rồi, ok, hiểu chưa? Ba. Cái này mình châm đổ ngoài nách dữ lắm chị Banda. Wow. Ok, từ, bây giờ tới lượt nhảy nè. Nhảy. Ủa cái này tới là quánh bóng, tôi nhảy đều nhảy quánh bóng. Nè. Ok, quánh bóng. Chưa. Quánh phải nè, quánh đây nè. Từ từ.
Thôi em có trúng à? Khoan khoan đã mọi người. Khoan, mọi người không thấy nhân vật của tôi, chờ tôi xíu. Mọi người không thấy được nhân vật của tôi. Có sao đâu. Ừ, để tôi chỉnh lên vậy nè, cho thấy được nhân vật của tôi. Mọi người chịu coi màn hình nó hơi hơi bé tí 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 xíu nha, để thấy được nhân vật của anh Hút nha. Trời ơi, trời không sợ mày. Không, hay vậy em để trên góc luôn được hơn. Ok. Em để trên góc đi không? Rồi, tôi bỏ ngay đi xuống cái. Từ từ, mọi người chờ anh Hút tí xíu nha. Rồi, xong. Ok. Rồi, xong rồi mọi người. Ê, có cái nào chơi lại từ đầu không? Không, không chơi lại từ đầu đâu, tôi biết mà. Chắc. Chắc. À, hy vọng là phải chơi lại từ đầu. Ok. Gì vậy? Vô swing Atobit. Rồi ok ok ok. Nó kêu cẩn thận. Nó nhắc nhở, nó nhắc nhở. Rồi. Ủa sao mà nó hiện cái nhắc nhở này hoài vậy ta? Quăng ngang qua đây nè. Khoan mà chơi lại từ đầu đi, chơi lại từ đầu đi. Nó gì nhắc nhở hoài hả? Rồi. Yes. Ok. Nó nhắc nhở tôi. Đừng có dung tay nhiều quá nha. Cái tay vậy nè. Quơ ngang qua vậy nè. Chứ ai kêu mà dung tay đâu. Ok. Mình nhảy lại nha mọi người. Vô, vô, vô. Đừng có dùng tay xa quá nghe, nó hiện cái chữ đó đó. Hiện chữ đó nó phiền lắm. Không biết cái này tắt cái chữ đó luôn. Vô, vô, vô. Nè, chị canh nó tới chỗ là chị thấy nó được rồi. Dễ thêm nhẹp á, nó có nhẹp á. Nghèo được sao? Đó, xong. Chị nghe vỗ tay á chị ta. Chị nghe vỗ tay á, chị ấy thêm nhịp vỗ tay á nè. Rồi. Xong. Đây, lại cho mình chơi cái không phải quánh quánh cầu lông nữa hả? Quánh bóng dài nữa hả? Được hả? Ông để ra nhỉ? Ok, để vậy đúng không? Ừ, đừng có ngửa ngửa, bắt cái nút khác để vậy nè. Ok. Á, à, đập chuột. Đập chuột. Đó không? Rồi, tôi đừng có đập, đừng có đập. Rồi, hiện lên mới đập. Chị Panda. Tới lượt chị Panda đập kìa. Chưa có chuột mà sao đập. Đó. Mày á. Ê, nó cái đèn nó chạy lại á. Đúng rồi. Đập hai cái, có cái đèn nó chạy hai cái nữa chị Panda. Ê, đúng rồi, đập chừng nào nó xuống thôi. Đập, đập đâu đó. Mày. Thôi, tôi được 24 điểm, mèo được có 14 điểm mà. Tôi được 25 điểm nè. 26 điểm. Ủa, sao tôi không đập được nữa hả? 28 điểm, tôi thắng. Tôi thắng. Không đập được. Giờ là khiêng cái bảng lên. Ok. Khiêng nè, 1, 2, 3, khiêng. Đó, hiểu không? Một, hai, ba, khiên. Yeah. Một, kệ nó khiên kìa. Ê, mình không khiên luôn. Khiên. Chị Panda khiên trễ. Ơ, chị khiên đúng mà. Yeah, tôi 30 điểm rồi. Rồi, tôi khiên học rồi. Rồi, học rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi, yeah. Tất cả đều đúng nha. Yes. Ờ, tôi học rồi. Ủa, mèo 28 điểm, chị Panda sao 28 điểm bằng mèo luôn kìa. Okay. Chơi gì đây? Đứng nhúng, nhúng. Những cái này vui thiệt á. Rồi, tao thấy giọng nè, nó nhảy ra nó nè. Ê, em giơ cái tay nó giơ heo kìa. Rồi. À, mày đi nhảy cái đâu, mày nhảy được. Ê, tất cả đều thắng. Ủa, có chị Panda vậy đúng mà. Thế sao? Em đúng. Vậy đúng. Sao? Không phải sao tôi làm được. Đây, không có tay, được da. Không có tay. Nhân vật của mèo không có cái tay. Rồi. Đúng. Chị Panda với em hay quá. Ê, phải nói điểm. Cái đèn, chừng nào có mình cái đèn mình mới làm. Ừ, chừng nào cái đèn có ô nào cái đèn mới làm. Đúng rồi, chị Panda đúng rồi kìa. Ô, mình cái đèn mình mới làm. Vậy hả? Ừ. Ủa, cái này khó dữ vậy. Đó. Ủa, chị Panda đúng liên tục luôn. Ôi chị Panda ghê vậy. Em tật nãy giờ tật hết luôn. Ôi, em không biết phải nhảy như thế nào luôn á. Nhảy theo cái ông đó đó. Em không biết nhảy theo ông đó. Ô, chết luôn. Mèo xây đầu kìa mèo. Cái này không biết cách nào nhảy theo ông đó luôn mọi người. Cái ông làm thôi. Mình cái đèn nữa là mình làm theo. Ok. Còn ai đứng nhất này, còn ai đứng nhất. The winner is Red Hood. Hey, fan đứng dưới vỗ tay cho Red Hood kìa. Red Hood, Red Hood. Wario. Em nè. Đó. Em thắng xuống từ khúc đập chuột á. Đập chuột mà rơi tiếng. Yeah. Giọng như không sao đâu, tại em được thắng mà, em thắng. Ok. 44 điểm. Ủa, chị Panda 41 điểm. Mèo 40 điểm, chung với thằng thứ ba 40 điểm. Ok. Bây giờ mình ráng mình chơi nữa, khát nước quá mèo. Khát nước khó trời.
chơi mà không chuẩn bị sẵn bình nước ta. Mình chơi cái này công nhận mệt ghê. Chị lấy cái thau nước chị vô coi. Ừ, chị bên đây đi lấy đi. Ok, cảm ơn mèo nha. Ủa nữa hả? Đúng rồi. Hay mình muốn mình ra mình chơi mini game khác không? Ừ. Nhiều chơi mini cái game. Bên, chơi cái game chị. Nhiều mini game lắm mình chưa chơi hết. Cái bên á, cái bên. Ừ. Rồi để tôi ra tôi chơi cái bên này. Có chỗ không? Rồi, đi ngồi đó tiếp đi. Đồng ở tiếp mà. Ừ. Thấy là mình này còn nhiều mini game lắm mình chưa chơi, sáng chơi thử cái nữa đi. Lần nữa đi ha. Nhảy theo nhịp này nha. Ok. Rồi. Nghe vỗ tay vô. Ấy. Ôi. giữ ra. Ok, gậy ra nó gậy cái tay kìa, đó đó bên màu đỏ là của anh hút đó mọi người, từ từ gậy ra nè, gậy mèo rồi nè, 4, 3, 2, 1 gậy đó tui... mèo té mèo đổ hết gậy ai thôi. Gậy mà không đổ hả? Ừ rồi, đừng có gậy nhanh quá, 2, 1 gậy thôi. Ủa, sao tôi đổ rồi, tôi được 4 điểm rồi. Gậy không biết cái này gậy gậy mèo gậy mèo được 3 điểm rồi kìa. Ủa thằng đó được bằng điểm tôi kìa, 1, 2, 3, 4 trời, tôi đổ rồi. Yes. Rồi tôi đổ nữa rồi. Yes. Rồi xong rồi tôi. Ờ cái sao chị mới biết rồi. Đánh mình. Ôi chị bánh mèo 10 điểm luôn rồi. Ôi cái nào chị không có chơi. Ê đâm kiếm kìa, đâm kiếm. Đâm đâm qua quả. Ok. Đâm. Đâm chưa? Đâm ở chưa? 1, 2, 3 đâm. Đâm. 12 điểm. Ủa mèo tới 17 điểm vậy? Tôi 21 điểm rồi, ráng lên sắp bằng mèo rồi. Đó. Thằng một tím nó chơi ngu khủng khiếp luôn. Đâm nè, 28 điểm hơn mèo rồi. Đâm nè, tôi chơi cái này giỏi ghê. 30 điểm. Ủa mèo bằng tôi rồi. 37 điểm, mèo 39 điểm rồi. Mèo 42 điểm luôn. Cái nấm là mèo nha mọi người, còn anh là cái ông ở ngoài bè á. 43 điểm. Ủa mẹ sao mẹ chơi giỏi vậy? Ủa còn một giọng nữa, cái ngựa. Ủa mỏi tay thì gì bên nào? Ủa mỏi tay quá. Ráng cái ngựa, có ai đua ngựa nhanh hơn nè. Thúc chị bên nào thúc ngựa. Thúc kìa. Đấy. Yeah. Ủa sao mẹ chạy chậm lại? Rất may từ từ. Tôi là người phải lụm micro lên mà. Tới cái Âu đó hạ nhúng, tới cái Âu đó hạ nhúng. Ôi mèo chạy giỏi vậy. Tôi thua rồi. Đúng rồi luôn á. Tôi rớt mai rồi, tôi phải lụm mai lên nè. Trời, chơi thục sao rớt micro luôn. Tại thục sao, tôi có ai thục trúng không biết đâu, thục trúng á. Rồi, cố lên chị Panda, mèo thắng rồi mấy bạn ơi. Thọc trúng rồi, tôi thọc trúng cái này đau không chết luôn rồi. Đau thọc trúng á. Mấy cái em làm rớt cái mít luôn á. Em thọc rớt cái mít luôn á. Mít của chị á. Mèo đang nhất kìa. Ủa mình đứng mình cho làm nền cho mèo kìa chị Panda. Nó nấm cái ghét thì chứ. Chị nấm cái ghét quá. Rồi chị nhắn nút chụp hình nữa chứ còn khoe nữa. Rồi chị tới đó Facebook hay gì vậy? Ủa em đứng hạng nhì kìa, chị đứng hạng ba. Tôi còn 84 mấy điểm luôn á. Mèo chơi kiểu đó ai chơi cho lại. Ủa cái cổ được 92 điểm luôn. Mèo chơi kiểu đó ai chơi lại mèo. Ê chơi nữa đi, cái này vui quá à. Thôi chơi khác đi, tôi cũng thích cái này. Thôi này vui mà, này vui mà. Thôi mèo chơi này, mèo đứng nhất ai chơi. Thôi mèo chơi, mèo đứng nhất ai chơi. Thôi tiếp đi. Thôi nè. Chơi ngay công viên đó đi, bên đây nè. Bên đây này chơi nè. Ừ, công viên nào? Cái giữa đúng không? Cái này là nấu ăn hay gì nè? Vô đi. Đi gì vậy? Đúng rồi, nấu ăn hay gì á. Không biết nữa, chị mèo cu te quá. Cu te cái con khỉ, mèo thắng anh là mèo hết cu te. Chị chơi cái ngựa. Để tôi phê diệt cái. Ủa cái này chơi lâu lắm luôn á. Cái ngựa là lâu lắm. Này tôi chơi cho này. 10 tên hay là bao nhiêu lượt? Ôi, mèo co kìa. Nếu mà chơi 10 tên là chơi tiếng hồ á, bắt ra đi. Chơi 1 tiếng hồ đó. Chơi đây hồi nãy đi, thiệt luôn. Ê, ở đây còn nhiều trò lắm. Đây, qua đây nè. Vi phạm xe live stream, Trung Minh xe live stream, VVM xe live stream. Cảm ơn mấy em nha. Ôi, thôi mệt quá. Ở này mình mua mini game hay gì á? Kệ mình mua thêm nữa kìa. Maiden Square View có free play nè. Tát đi. Ok. Quá trời mini game nè. Đua gì đây? Trời ơi, đá banh này. Ủa đá banh không? Đá banh rồi. Thôi hồi nãy có quá trời mini game không, chơi cái đó là được rồi. À bắt ra đây. Đổi mini game thường xuyên mà. Đua hàng đi.
Ở bên này cũng còn mini game nữa này, để coi bên này có gì. Cũng cho trò giống bên đó. Có nhiều mini game nó chưa mở. Mình chưa chơi hết á. Mình đưa thuyền nha. Giờ mình chơi đừng có tỉ thí với nhau nữa mọi người. Tỉ thí với nhau đuối quá mà bất tình anh em quá. Mình chơi đồng đội đi, mệt quá. Đúng rồi. Chị Panda ngồi bên này, em với mèo ngồi bên này. Đáng là phải có ai ngồi sau lưng chị nữa. Phải chỉ có Tiểu Ngọc ngồi đây nữa ha. Bốn người được mà. Thì cái ghế này ngồi bốn người được. Không mà ba người là ngồi thấy đẹp nhất, phải không? Đó. Có đặt tay không? Có. Mình giơ tay nó chào. Cái con này chèo theo hướng dẫn. Nó hỏi mình có lần đầu tiên chơi này không? Phải á. Không. No. Mình đã chơi rồi chứ mình nói phải cái là nó chỉ mình nữa. Không. Rồi. Mèo vô. Mèo uống thuốc đi mèo. Mệt quá. Rồi. Chơi này mệt thiệt luôn á. Chơi á. Yeah. Yeah. Tôi nói hẹn ngày mai đau tay cũng khiếp cho coi. Dạ em tập tay đi bà con. Tập gì tập cái tay phải không vậy? Em không tập chung tay nào khác nữa. Rồi chúng ta chèo, chúng ta chèo qua. Nè em chèo qua nè, chúng ta chèo qua. Chèo qua nè. 2, 1. Vô. Hồi nãy chọn trúng để tao nó không thấy bà luôn nè. Hồi nãy là mình chơi chung với con rùa. Ê từ hết tất cả cùng chèo coi, coi nó thiệt nó chèo đi đâu. Chèo qua nha. Ủa nó chèo nhanh hơn thiệt. Rồi. Rồi. Tại mình mèo ơi. Ê chị Panda cứ chừng trúng đá, trúng đá nó từ thời điểm. Ôi. Rồi. 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 Cái này là phải giứt cái tay lên vậy nè. Đó mày thấy không? Đang giứt con cá. Ê nè, đừng có làm quá. Ra đi cho tập tạ thôi, vậy thôi, hiểu không? Nhẹ nhàng thôi. Nè thử đi, thử tất cả đều dơ lên nữa đi. Phải nè, 1 2 3. Rồi đi đi. 1 2 3. Sao vậy? Ok vậy ra đi, ra đi. Em ra đi. Đi. Ok. Trời ơi, không tập được mà ra đi. Kệ hồi vô là không làm được rồi thôi. Cái cái dạng là nhiều nhiều điểm đó chị Panda. 1 2 3 nha. Ok. 1 2 3. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao cá nó không lên? Cái thằng màu xanh không nhúc nhích kìa. Chị Panda, chị hả? Nó, tất cả đều nhúc nhích cùng một lượt thì mới được. 1 2 3. Nó, 1 2 3. Nó, tất cả nhúc nhích cùng một lượt. 1 2 3. 1 2. Rồi rồi, có cá giặc. 3. 1 2 3. Có cá giặc. 2 3. Rồi nãy đi cá giặc 1 2 3. 1 2. Rồi hết điểm rồi, hạng B rồi. Tại vì mới đầu chị Panda nhúc nhích nó thấy tôi ghị ghị. Chị gỡ thấp quá nên không có tin. Đều. Dỡ làm sao đều. Mình phải đếm 1, 2, 3 mình dỡ không được. Đập tay, đập tay, đập tay, đập tay. Đập tay, đập tay. Yeah. Tại chị Panda mấy bạn ơi, đúng là chị Panda. Tại chị Panda không chịu dỡ cao lên á. Em xin lỗi dập rễ không sao đâu mấy em. Chị Panda chạy quá, chạy quá chị Panda. Anh Huấn có clip không? Có em ơi, một tí nữa sẽ lên livestream tiếp. À, hồi nữa mình chơi đua xe đi, hồi tới lượt tôi livestream tôi sẽ chơi đua xe. Đua xe. Rồi xong nhé. Ok, vô đá banh tiếp. Hy vọng đó. Rồi gì đây? Chim cái cục, lùi chim cái cục đi vô trong lỗ. Chị Panda, lùi vô cái lỗ màu vàng nha. Lùi vô cái lỗ màu vàng á hả? Lùi vô lỗ màu vàng kìa, thấy không? Kìa, thấy hả? Ok, bắt đầu nè. Ra đi, nhấn cái này ra đi. Tôi sẽ cố gắng lùa nó. Còn con chim cái cục mẹ kìa. Cái cục mẹ đã kêu con về, em kêu được. Kìa, cái mày tụi bay về đây, ăn cơm nè. Mấy chứ con ham chơi quá, không chịu về. Lùi vô, lùi vô. Ê, một người đứng đây, một người đứng ngay cái cửa nè. Đó, lùi vô mèo, lùi vô đi, tôi đứng tôi chặn nó nè. Lùi vô mèo. Mèo. Cái nấm cái thằng NPC nó còn biết lùa nữa không? Nó lùa. Nó lùa kìa không? Thấy thằng màu tím nó chạy nó lùa ghê không? Nó lùa như lùa gà. Lùa vô. Rồi lùa vô đây. Đó, tôi lùa. Tôi với nó kết hợp ghê chứ mèo. Thằng màu tím nó chạy thấy bà nó luôn à. Bà Panda nó chạy đâu trên đó thì bao thèm lùa con nào luôn á. Đó. Hai con chiến con nó chạy vô kìa. Lùi vô. Đó, đúng rồi. Còn một con cuối, còn con cuối. Mình lùa thôi, mình lùa mình không á. Còn con cuối. Vô, đứng lại. Mày đang rượt cái này mèo. Đứng lại chứ. Đến. Đi. Mèo. Cái thằng quỷ đó nè. Rồi. Cái thằng màu tím nó ngu. Tức. Tại nó mình bị thằng Nga đó mèo. Làm gì nó đúng rồi vậy? Đúng vậy đó. Phải chi nó ở đây mình quánh nó ha. Đó đi. Yes. Yes. Đập tay mấy ba. Gì? Không đập được luôn, tại chị không thèm đập tay luôn chị Panda. Ủa? Ủa? Chèo kìa. Chị còn nói chị ồ. Khoan để em chèo đi. Rồi chèo qua chị Panda chèo qua. Lần này em tha lỗi cho chị á. Cái này là gì nữa đây? Hứng banh hả ta? Khoan, kìa. Ê, tôi đưa ra banh cho nó kìa, nó đưa lại ra banh cho tôi.
Không phải, nhưng mà chị với chị banh đang à. Mèo lấy nó banh mèo, mèo lấy bạn gì? Mày không có cái tay. Đây là chị lấy sao? Rồi bỏ vô chị banh đang, bỏ vô nhé. Bỏ vô mà đúng nào. Gạt xuống nó, đúng rồi. Kè, trái banh. Bỏ vô, rồi xong. Rồi, tới lượt chị, mèo lấy đưa chị banh đang ha. Rồi bỏ vô. Rồi hiểu rồi á, bắt đầu. Cái chép mình chịu gì thì đưa qua chịu đó. Đúng rồi. Rồi ra đi. Ra đi. Ủa vậy hả? Nó chơi qua chứ thử. Chị thử hoài luôn rồi, chị tính thử tới mai vậy chị Banda. Trời, trong nhân chơi cái này nó nhốm nhào thật chứ. Yes. Rồi, tới lượt tôi nè, đưa đưa chứ chị Banda bỏ vô. Yeah, cồn như trâu vậy đó. Đây đây mèo. Ê thằng này đưa đây cho tao. Đưa. Ê một điểm. Ê bỏ sai từ điểm á. Bỏ sai từ điểm á, bỏ sai từ điểm á. Đưa đây mày, đưa đây. Mèo, đưa cho chị Banda. Đưa đây nè, rồi mèo. Mèo, bỏ vô. Đưa đây. Đó, thấy không? Mình bắt đầu giỏi trò này rồi đó, tập trung vô. Sao kẹo con đúng quá hả? Ê! Có tầm 7-2 lần rồi đó. Lỗi tôi. Đập tay luôn hả? Thua, đập tay nữa, thua, đập tay làm gì ăn mừng. Mừng là mình thôi. Vô cái bên kia đi, nãy vô cái hát rồi. Bên phải đúng không? Ừ, bên kia có cá, mình vô hở bên kia. Chèo đi, kéo hết ra đi, kéo đi, kéo đi. Kéo hết ra lên. Chị Banda ngưng, cho em vô lỗ chứ. Hồi nãy giống đi trộm nước có mèo. Mày là xuống nè. Cộng 3 giây nữa, đập tay vậy cộng 3 giây á. Ừ. Có, hôm nay mình chèo. Ấy, mèo thấy cái hình mà cái dãy cá bên góc phải màn hình không? Bản đồ á. Bản đồ á, mình phải đi tới đích luôn á. Con cá này né mấy con cá, trời ơi bên này nó khó. Thằng nào xuống bên này vậy? Ai vô đây, ai vô đây á. Ê, tông mất dây á mọi người, đừng có tông. Nè, vô đây, nhíu nhíu ta. Đó, tông kìa. Hãy vô bóng thôi. Rồi. Thắp đèn, thắp 30 cái đèn. Nó kìa, có đèn kìa, nó mỗi lần sấm chớp lên là nó hiện mấy cái đèn lên á. Ê bắt tôi. Con dơi nó bắt con dơi á, cẩn thận con dơi á. Nó bắt xong vậy là từ đầu. Đúng rồi. Thắp đèn nè. Thắp được 30 cái đèn, 21 cái đèn rồi. Ok, trò này dễ. Bắt đầu đi. Sao mấy dơi bắt chạy kìa. Này kệ, chứ bắt đầu đi. Đúng rồi, nó bắt chị á. Đó. Mình sẽ đi thắp đèn mọi người à. Thắp đèn nào. Okay. Xăm chớp lên cái nữa. Thắp đèn, đây. Đó. Đèn. Này giống mình. Cái nhà mình bị cúp điện nè, cái mình đi thắp đèn nè. Cái có mấy con dơi vô trong nhà nó bắt mình á. Nè bên này có đèn nè, Tiểu Ngọc coi Tiểu Ngọc buồn. Anh vệ sinh nha. Rồi xong. Thắp xong đèn rồi, cái này thắp đèn dễ quá. Đúng là cái này không khó dễ các bạn ơi. Là tay này nghe. 1, 2, 3. Yeah. Cộng 3 giây phải không? Thì nó thắp đèn thì đập tay là sẽ cộng 13 giây luôn. 13 giây à? Có 3 mà. Ta nãy mình. Hello chị mèo kìa. Hello mấy em nha. Sao em không thấy anh chị ra video à? Tại vì em nãy nè anh chị đã bận xây phòng phim mới đó. Cộng 3 giây rồi buông rồi đó. Chèo nhẹ. Thôi. Chèo qua nè. Chị trúng con cá. Ok. Chị Banda. Rồi xong rồi kìa. Thằng màu tím nó không chịu chèo á. Chứ chị Banda nó chèo. Ê cái banh nó trôi kìa. Nó chèo nó. Từ chị Banda, qua chèo qua chèo qua. Chèo qua mèo chèo qua. Trời ơi. Nghe mệt mỏi. Nó nhắc nhở mình là phải gắn cọng dây nữa kìa chị Banda. Rồi phóng dây nè. Rồi cái này biết nè. Rồi ra đi. Ok. Quên rồi. Phóng vậy nè, tới đó tới chạy tới mình phóng nó, phóng nè nó. Rồi phóng đúng rồi. 1 2 bạn mèo phóng trước. Ê tôi phóng mèo quay. Rồi xong rồi. Tôi lại phóng hụt nữa mèo ơi. Ê chị Banda phóng dài quá kìa, nó nhắc nhở chị kìa. Chị nhấn nút. Chị nhấn nút nào cho nó để nhắc nhở tao biết rồi kìa. Nó phải chi hả? Đúng rồi. Hoang nó nhắc nhở. Ủa sao dính cái nó nhắc nhở rồi. Giờ sao ta? Rồi. Nhắc nhở xong chị nhớ hai phím này nè. Và mình thua cái này rồi, đúng rồi. Em biết cách xóa nhắc nhở rồi. Rồi, hạng B cũng được, không sao. Hạng B vẫn vui vẻ. Đập tay chứ. Rồi, đập tay nha. Còn 3 giây ít ra cũng được đi ha. Làm gì cũng nhiều giờ phải hơi nhiều quá. Đừng có nguy hiểm quá, đừng có manh động quá mọi người. Sợ thương mái nữa, sợ thương mái nữa, bạo lực á.
Chị mèo cute lúc nào cũng khen chị mèo hết, không bao giờ khen anh hút hết á. Thôi là chim của mèo mà, đúng rồi. Ủa mày đang khen người đó. Ủa giờ có chèo không? Khoan, từ từ mèo chèo đi. Ê, mấy con cá kìa, con chèo cá. Nó bù vô chim miếng á mèo. Cái hàng bên bên tay phải tay trái nè. Bên đá. Bên đỏ đúng rồi. Bên hàng. Ủa mỏi tay quá à. Rồi né ra rồi. Bà bánh đa lúc nào bà không chịu đập tay hết á. Tự nhiên lúc đó tự nhiên ai mượn nào. Bà nói chuyện. Cái đó là meo như con mèo vậy nè, nó dễ hơn. Vậy bánh đa đừng có trèo. Thằng một tiếng nó trèo. Thôi mình bay lên không mình trèo mới có tác dụng ta. Rồi, có một bóng luôn, mình còn có bốn mấy giây á mà mình không kiếm được một bóng là mình thua á. Chạy qua chạy qua. Không được. Quá trễ rồi. Mình chắc mình thua kỳ này quá. Hết bóng bóng rồi. Hãy lấy mình lên đó đi ném đá cho nó lẹ, chứ đừng mất thời gian. Đó, mình đặt luôn. Chị Banda đừng có trèo. Trời trời, ném trèo đi. Trèo chứ nó không mình đây. Ủa chị trèo ngược lại. Trèo chị Banda. Ôi treo bông trước mặt kìa. Rồi 12 giây còn mấy giây chị bắt đầu cứ treo đi chị. Bao nhiêu rồi xong mà không biết đủ không. Xong 4, 3, 2, 1 mình chẹp tới đây được rồi. Rồi xong thua rồi. No rồi hết thời gian rồi. Oh my god. Mình đi được 1 km, 2 km rồi. 3 km đâu, 2 km 7. Trèo mà chết cha luôn mà đi được như đó. Buồn hiu á, nguyên bày luôn kìa. Tôi đứng hạng nhất kể cho tôi trúng bong bóng nè, nó 300. Ủa, tôi có 317 lần mèo. Chị Banda tới 369 lần, mèo 338. Chị tính ra là ai đứng nhất? Không mà, cái này đâu có ai đứng nhất. Đúng rồi, chị Banda đứng nhất. Ê, những cái bài game. Thì mình ra, mình đi ra bật ti đi. Bật ti Plaza đi. Mình chơi cái trò. Mình đang cọc tóc bị xương hết sức. Đâu? Ai đâu? Chơi đằng kia cái nữa đi. Kiều không? Lúc nào thì cũng có mấy fan dễ thương ha. Fan gì là dễ thương cái gì rồi. Trời muốn ăn ổ bánh mì quá. Tay cầm hút màu đỏ nha, mẹ chị bên đâu màu hồng. Tay cầm hút màu đỏ nè mọi người. Vậy? Thấy không? Thì màu xanh lá cây. Ủa màu đỏ với màu hồng lên. Ủa nó y hệt nhau luôn á. Nè. Nó khác nhau, nó khác nhau có miếng à. Thôi chị chọn cái con đó giống như chị cố lên nha. Chị màu xanh lá, chị chọn cái tay cầm màu xanh lá luôn chị Minh Đa. Yeah. Em chơi cái con không phải xin đỏ. Wow. Đó là chị kìa, Josie kìa. Sao? Chị giúp nó, chào. Group 3 kìa. Chị nấm không có đồ để chào. Chị nấm không có cái tay. Nó nhìn nó cứ sao sao chị Minh Đa là em liên tửng cái gì á. Thì nó vẫn là nấm thôi. Thì nó là nấm. Nhìn cái đầu ô. Em có hai cặp chân mày để như làm cái cành đó. Đó là tiểu cường á. Tay cái mấy ba. Tụi mình không thể đập tay, không thể đập tay nhau luôn. Nghỉ chơi với nhau đi. Nghỉ chơi mình thi đấu với nhau mà chứ mình không có công bằng. Ok luôn. Mình đang thi đấu với nhau mình không có quen biết nhau đâu. Chị mày đáng thắng nha. Anh là con màu tím á, cái quần màu vàng, cái đội cái nó màu tím á mấy em. Chị mày là cái núm nha. Còn chị Banda là con khủng long đó. Cái thú nè, Banda nè. Banda nè, mèo nè. Thằng nào BC? Thằng nào BC là thằng màu tím á. Ủa mèo giỏi cái vụ này quá vậy. Rồi xong. Rồi em không biết rồi chứ đâu phải mèo biết đâu. 3, 2, 1, 0, bắt đầu. Chạy gì đây? Chạy chỗ. Đập chỗ. Em đập chỗ, em đập giỏi lắm Dịp Na. Vô. Mèo đừng có đập hoài. Tăng. Trời ơi, học rồi. Tăng. Trời ơi, trời. 19 điểm, mèo 21 điểm. Sao mèo giỏi vậy mèo? Mèo 23 điểm rồi. Ten. Nó em đạp cái gì bánh ten. Trời ơi, rồi 32 điểm, mèo 36 điểm. Có mèo càng ngày càng chạy gọi. Ủa cái này là gì vậy? À, này kêu bạn đi diễu cờ cái mèo. Mèo biết cái này. Tập nghi thức á, cái này tập nghi thức á. Nè, cái này màu vàng nó hiện lên dưới chân nè.
Ủa này giống đi diễu hành quá. Ủa gì đó sao? Nhìn có màu hồng làm gì mà làm theo đó. Vậy hả? Vậy đó hả? Kìa kìa nó đi kìa. Hỏi sai thiệt luôn á. Em 48 điểm, mèo 50 điểm kìa. Chị Minh Na có 18 điểm rồi. Chị thua luôn vô đây. Đó, em 57 điểm hơn mèo rồi. Em biết rồi, nhúc nhích theo cái nhịp á. Tạc, 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 tạc. 69 điểm, 70 điểm. Hơn mọi tay. 76 điểm. Ôi, thiếu hút vậy hả? Trời ơi, anh biết đi diễu hành mà mấy em. Tạc, tạc. Mèo giờ đúng theo cái tâm đó đó. Cái tay nó giờ sao mèo giờ đúng vậy á. Đó, 89 điểm luôn. Diễu này 21 điểm. Thôi chắc. Rồi, 97 điểm. Quá giỏi luôn. Nè, giờ đúng theo cái tay đó đó. Mấy điểm luôn. Đó, giờ lên, giờ xuống, giờ lên, giờ xuống. Tôi đứng ngoài bè mà thấy không, tôi chơi 107 điểm. 107 điểm luôn. Thằng màu tím nó còn được 102 điểm nữa kìa. Cái này chùi kiến. Giống cái nghề là đó tôi làm, đi đâu cửa sổ. Rồi, chùi, chị mới đá chùi. Này giống hello mọi người quá vậy. Chùi. Khoan, canh đúng cái đó chùi á, nó mới sạch. Canh đúng ở giữa. Chị canh ở giữa cái rồi chị chùi. Đó, như em nè, em chùi nay không nè. Đó, ăn, đó, chưa. Ăn nè. Chùi nè. Đó, em chùi quá giỏi luôn chị Banh ơi. Em chùi kiến cực sạch luôn. Trời ơi. Ủa mỏi thiệt luôn á. Dạ. Mệt quá. Ở trên này đau tim luôn á. Ok. Mọi người bao nhiêu điểm? Chơi đi mệt á. Tôi thắng chắc rồi. Kìa. Tôi thắng cái chắc luôn. Đúng là cục xì lầu ông mới lắc luôn rồi. 3 2 1. Hello. Ủa hút thắng rồi. Hút thắng mọi người ơi. Anh hút chuyên nghiệp quá, đúng rồi, anh đi lau kiến mà em. Cục xì lầu à, ông bê lắc. Xì lầu là ông bê lắc. Yeah. Thành, chị Thành lại cho đây nha. Nhấn nút chị Thành, mèo nhấn nút nè. Chị Thành lên cho tôi. Ủa 200 điểm chứ chơi lại. 200 điểm. Không chịu đâu chơi lại. Lại. Chơi chế độ khó hơn không? Ừ, thử đi. Nè, tôi được quyền chọn remix nè. Hồi nãy là chơi normal thôi, bây giờ remix. Normal là dễ hả? Ừ, remix là nó nhanh hơn. Nè. Nhạc mạnh hơn nè nha. Đó, chị nghe mạnh không? Được. Yes. Ủa, bỏ màn kia rồi hả? Quánh trời. Mày có để ý cái nhạc nó đều với lại cái banh không? Dùng trước, dùng thử trước. 1, 2, 3, bắn. Đó, tôi đánh bài cái banh nè. Tôi biết đánh rồi, tôi chuyên nghiệp rồi. Tôi đánh chuyên nghiệp chưa? Nè, màu đỏ nè. Là sao? Khó vậy? Mẹ chờ nó gần tới nè, hả đánh chứ đừng có đứng xa đánh. Nó gần tới nè, hả đánh. Không biết đánh cái này luôn. Rồi, tôi quên học luôn chứ. Quên học nữa. Ủa, cái trái màu đỏ khó đánh ghê luôn á mèo. Cái trái này ăn nhiều điểm lắm nè. Đó, tôi sao đánh rồi. Sao à? Không biết. Mẹ canh cái cây của mèo á. Rồi, tôi thắng rồi. Không chịu đâu. Ê, nhảy đục vô cái block á. Ok, chạy nè, nhảy đấm vô lóc nè. Đó, nhảy lên vậy đó. Mèo nhảy lên. Đánh vô Lucky Block. Lucky Block. Đừng có nhìn lóc của người ta mà đánh bà nội. Oh yeah. Tức quá. Đánh nè. Ê, nhìn cái điểm màu vàng dưới chân mình nó dễ đánh hơn. Cái điểm màu vàng là quánh vô được điểm cao á. Đánh đúng cái điểm màu vàng á. Nhìn cái điểm màu vàng dưới chân á, đừng nhìn vô cái block. Nhìn vô block khó quánh lắm. 35 điểm. Ơi, đánh được điểm. 45 điểm. Ủa chơi này tao thể dục dữ quá, mệt dữ dằn luôn quá. Từ đó giờ chơi Minecraft ít có mệt ha. Mệt nó đổ mồ hôi luôn á. Ok, nhảy rồi. Yeah. Còn nó nhảy ha, chị Banana giỏi cái này nè. Ê, chờ cái điểm màu vàng nó vô trong hả nhảy. Rồi nhảy đưa cái mặt vô nè nó. Mèo làm đúng nè. Chơi. Rồi.
Giờ hè tài nó chưa, chị chờ nó làm kìa chị mới đưa. Nè. Ủa em không kịp. Ủa cái này tự động em giật đục vô mặt em luôn chị Minh Đa. 52 điểm. Con mèo thắng rồi. Em đưa trước nữa rồi. Ồ quá dữ chị Minh Đa. Tôi đúng, tôi thuộc hết bài của nó luôn nè. Dữ dằn. Bữa này nó nhanh hơn nữa kìa, nó nhanh hơn nữa kìa. Ăn. Ăn. Tôi quánh bóng dài quá dữ đi mà. Ăn. Tôi quánh dữ không mèo. Tôi quánh nai không kìa. Ăn. Trời ơi trời. Ăn. Ê trời ơi. Khoan chở này tí nữa nó hết. Nó nhắc nhở mình. Thôi nó không tính điểm luôn á. Rồi nó thấy đường rồi, nó thấy đường rồi, nó che lại rồi. Tại lỡ, tại tôi lỡ mạnh quá. Rồi đánh vào lóc nữa. Màn cuối nha. Nhẹ thôi. Rồi mạnh, nhẹ nhẹ thôi. Quơ, bù dữ quá là nó không cho mình chơi luôn. Ây da. Ây da, ây da. Ây da. Ui. Tôi 116 điểm. Rồi chị Minh Đa thắng mèo, chị Minh Đa chị có biết được đó không? Rồi nhảy tiếp. Tôi biết nhảy rồi. Nhảy đi. Chờ cái ống nó gần vô chứ đừng chờ vàng. Chờ cái ống nó gần vô á. Nó mèo thắng rồi kìa, mèo biết rồi đó. Rồi lỡ rồi. Nhanh thì chứ, cái này chơi nhanh như quỷ vậy đó. Giờ học rồi. Trời nó chơi. Nó đúng cái ba cái rồi, tôi đếm tôi làm điên luôn. Dạ, thắng rồi. Anh nó thắng rồi mọi người ơi. Ai thắng đây? Thôi thắng, thôi thắng, thôi thắng. Thôi thắng rồi, thôi thắng. Mấy mà. Mày không chơi thôi đâu. Thôi thắng tiếp, chụp hình lại cho tôi nha. Đúng đang Facebook. Giờ có chụp không? Không. Giờ không chụp đúng không? Không. Tự chụp đúng không? Dặn á nha. Không chịu. Kính gọi cho mấy sườn. Có quạt, có quạt. Yeah. 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 Bốn máy cả đôi chuyện anh bốn. Đang chót. Yeah. Yeah, em thắng hai lần. Vậy ta mẹo chị ta gà vãi. Nintendo Switch của mèo mà mèo gà vãi. Mệt quá. Ôi công nhận chơi này đúng mệt lắm nè. Nước gì có các fan mà ngồi vỗ tay được vậy thiệt ha. Phải chỉ nghe lắng nghe một tiếng vỗ tay thôi. Mình đã chơi bao lâu rồi. Mình chơi một tiếng mấy rồi mèo. Thả tim cho mấy fan nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh nha. Anh hút bị khùng. What the hell. Anh chơi thắng anh mừng chứ tự nhiên nói anh khùng em. Mình chạy đi luôn được không ta. Mình clip Lazada được luôn kìa. Clip Lazada đi đâu mà. Của Nách sẽ bộc phát sau khi chơi game này. Đâu anh hút lăng nách rồi thơm lắm. Nghe bộc phát không? Không. Đánh hơi. Chưa có mùi. Để coi mình còn trò gì không. Ô, mình còn quá trời trò luôn mọi người ơi. Mệt quá. Wow, hôm sau chúng ta sẽ chơi trò gì đây. Bây giờ mọi người muốn anh hút stream trò gì đây. Mọi người xíu comment đó, đi. Mọi người muốn hút stream trò gì. Đua xe nè. Ê, đua xe. Anh đánh với đua xe đi. Hay được á. Anh đánh nè. Anh đánh đua xe làm bánh đi. Đấm vậy hả? Ừ, đấm. Không, đấm vậy là mỗi người phải tầm hai tay kìa. Đấm được. Đấm được kiểu này. Vậy đua xe với làm bánh đi ha. Ghê phẫu thuật nữa kìa. Ôi phẫu thuật ghê lắm. Ghê lắm. Đua xe làm bánh là em thấy được á. Có làm bánh nè. Đúng không? Ừ đua xe làm bánh. Có đá banh nè, đá banh không? Có đá banh nhẹ. Đá banh ngu lắm, tôi biết chơi. Thì để tôi đá cho hai người đứng chạy vòng vòng thôi. Ở đây nè, tôi còn dư nhiều tiền lắm, để tôi vô tôi mua game cho mình. Ủa của tôi mà. Thì tôi mua cho mèo mà. Ông mua bằng tiền của tôi hả, tiền của ông? Tôi của tôi. Thì được. Tại vì cái... Từ đó giờ game tôi mua cho mèo không, mèo nói kìa. Nè tôi có mua Fortnite gì, Fortnite có miễn phí, lộn, sào ke, đó là tôi sào ke. Rồi được rồi, giờ mẹ sẽ cắt phút livestream. Có bỏ qua màn hình lớn không? Có. Màn lớn không? Tôi mua quá trời game cho mèo luôn á. Tôi có mua Naruto nè. Rồi phải chỉ có Naruto. Đổi bữa nào đi. Bữa nào tải Naruto, tôi mèo quýnh lộn mèo. Nhanh lên. Có Naruto. Pokemon, bạn phải Pokemon kìa. Bạn phải Pokemon nữa hả? Ok. Bây giờ thì mọi người sẽ được gặp full cam. Còn mọi người được thấy phòng stream luôn rồi sao? Mọi người hãy đi nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ. Không hiểu hả?
đi toilet hay là xả hơi tầm 10 đến 15 phút đi. Đi vòng vòng cho thoải mái đi, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại livestream của Redwood. Ở bên Nonolai ID là 669669 nha. Rồi đi rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo. Bye bye. Rồi đừng có bye bye nha. Tầm 10 phút nữa anh Hút livestream. 10 phút nữa. Ra chơi đi. Ra chơi đi. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người tầm 5-10 phút nữa nha. Đừng có bao giờ bỏ livestream của anh Hút nha mọi người. Bây giờ thì bye bye.